Chào mừng bạn trở lại với clip hướng dẫn lập trình căn bản, và trong clip này chúng ta sẽ cùng nhau sắp xếp theo cái kiểu rung lắc. Ok, đây là cái thuật toán cải tiến của cái thuật toán sắp xếp nồi bọt. Ý tưởng của nó là chúng ta sẽ không chỉ làm cho các phần tử có giá trị nhỏ nhất nổi lên trên, mà còn làm cho các phần tử có giá trị lớn nhất chìm xuống dưới một cách đồng thời. Cụ thể là chúng ta sẽ sử dụng cái kỹ thuật chặn hai đầu để thu khoảng cách cần thiết để nó hẹp lại. Ok. Cụ thể là các bước của thuật toán như sau, mình có 3 bước thôi. Bước thứ nhất là gán left bằng 0 này, right bằng max bằng n 1, cho đó đây là các chỉ số của phần tử đầu và phần tử cuối. Trong đó thì max chính là cái biến đánh dấu để chúng ta update cái giá trị left và right. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành lặp, chừng nào mà left còn nhỏ hơn right thì trong cái vòng lặp này lại chứa hai vòng lặp con. Cái vòng lặp đầu tiên này sẽ có nhiệm vụ là đưa những cái phần tử nào nhỏ nhất thì nổi lên trên. Cái vòng lặp phía bên dưới này có nhiệm vụ là đưa những cái phần tử nào có giá trị lớn nhất chìm xuống dưới. Thì sau vòng lặp thứ nhất thì chúng ta sẽ cập nhật giá trị cho thằng left để chặn cái đầu phía bên trái, tương tự cho cái thằng chặn đầu phía bên phải của vòng lặp thứ hai thì nó kết thúc. Ở trong vòng lặp thì vòng lặp thứ nhất sẽ chạy từ phía bên phải sang phía bên trái, và chúng ta sẽ kiểm tra nếu như cái thằng đứng tại vị trí y mà nhỏ hơn thằng tại vị trí y trừ 1 thì chúng ta đổi chỗ và đánh dấu lại, để cuối cùng chúng ta sẽ cập nhật cái giá trị left. Đối với vòng lặp thứ hai thì nó sẽ chạy từ vị trí left đến vị trí right, và sẽ kiểm tra nếu như cái vị trí thằng Z này này mà lớn hơn vị trí thằng Z cộng 1 thì chúng ta cũng tiến hành đổi chỗ để đưa cái thằng giá trị lớn nhất về bên phải, sau đó là đánh dấu lại cái vị trí Z mình tiến hành đổi chỗ, để cuối cùng chúng ta cập nhật lại giá trị phía bên tay phải để chặn cái đầu phía bên phải lại để thu hẹp cái khoảng cách của thuật toán. Ok, đây chúng ta sẽ giả sử là chúng ta sẽ lặp trên cái này, xét duyệt trên này. Đầu tiên thì nó chạy từ phía bên trái đúng không? Nên là nó sẽ thấy vị trí này chính là vị trí right, đổi chỗ với thằng số 9. Thằng số 9 thì tách này ra. Đây chính là cái vị trí của thằng Mark. Ok, giá trị 9 chính là chỉ số, tại giá trị 9 này chính là chỉ số của thằng Mark. Sau đó thì nó kiểm tra thấy là đây, đến đây thì thằng này lại là giá trị nhỏ hơn thằng đứng trước nó, cho nên chúng ta đổi chỗ hai thằng này cho nhau. Ok, và lúc đó thì giá trị max lại nằm ở chỉ số của thằng hai này, và chúng ta lại thấy là cái thằng này có thể đổi chỗ được với thằng ban đầu này. Ok, thì chúng ta tiến hành đổi chỗ, và lúc đó thì cái thằng max ấy chính là cái vị trí của thằng hai này, và lúc đó thì sau cái vòng này đã kết thúc rồi, là một lặp đã kết thúc rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành chặn cái đầu này lại. Ok, chặn cái đầu này lại. Lúc đó thì vòng lặp thứ hai sẽ tiến hành duyệt từ cái vị trí này đến cuối, sẽ là thằng nào lớn hơn thì đưa nó ra, thì bắt đầu nó duyệt này, duyệt. Ok, 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 thì cái này chả thấy cái thằng nào có ấy cả, thì mỗi cái chỗ này là chỗ đầu tiên này, nó đổi chỗ thằng này với thằng 1. Ok, này với thằng 1. Thì lúc đó đây vẫn là cái vị trí của thằng Mark. Ok, và cái vòng lặp chạy đến cuối không cần đổi chỗ lần nào nữa thì Mark vẫn giữ nguyên giá trị như thế này, và vòng lặp còn lại nó lại bắt đầu chạy từ cuối, nó cũng không đổi chỗ lần nào thì nó chạy đến vị trí cuối này này thì thằng Mark vẫn giữ nguyên. Ok, thằng Mark vẫn giữ nguyên thì left lúc đó sẽ gán bằng Mark, thì lúc đó left trùng với right thì cái chương trình sẽ kết thúc, lúc đó left trùng với right và cái chương trình của mình đã được sắp xếp. Ok, đây bây giờ thì mình sẽ tiến hành code cụ thể, còn trên chỉ mang tính minh họa mà thôi. Ok, chúng ta sẽ có một cái mảng tên là A đi, có trục phần tử, khởi tạo nó là 9 8 3 5 7 4 6 0 2 và 1. Ok, 2 4 6
8 chục rồi. Chúng ta sẽ gọi đến hàm sắp xếp dung. Ok, chỗ này là A và N. Mới đây, cái này là 10. Ok, sau là chúng ta sẽ gọi đến cái hàm xuất để truyền vào đối số A và 10 để chúng ta xuất pin ra. Xuất rất là dễ, mình sẽ viết trước. For gì này? Y đại từ 0, y nhỏ hơn giá trị của n và y plus plus. Chúng ta sẽ tiến hành print f ra cái giá trị đó là phần trăm hoặc là 5d đi. Cái giá trị ai? Ok. Sắp xếp này thì đơn giản rồi. Một biến là left này, biến right này, một biến mask tắt hết nha. Sau đó left bằng 0, right bằng mask bằng n trừ đi 1. Y left nhỏ hơn right thì có hai vòng lặp. Vòng lặp thứ nhất là for lại thế này. Y chạy từ right, y lớn hơn left và y thì trừ. Chúng ta sẽ kiểm tra nếu như A tại vị trí y mà nó nhỏ hơn A tại vị trí y trừ đi 1 thì chúng ta sẽ tiến hành đổi chỗ. Dg sẽ bằng A tại vị trí y. A tại vị trí y sẽ nhận giá trị của A tại vị trí y cộng thêm 1. Sau đó là A tại vị trí y cộng thêm 1 sẽ bằng Dg. Song song với đó thì biến mask này này cũng được đánh dấu tại vị trí y. Và cái vòng con này kết thúc thì cái giá trị left sẽ được nhận. Ok, left chính là L. L sẽ nhận giá trị của mask M. Tương tự như nó là cái vòng co thứ hai cho cái thằng G chạy từ cái vị trí left, G nhỏ hơn giá trị vị trí right và G này sẽ đến nhiệm vụ là plus plus. Ok, chúng ta sẽ kiểm tra nếu như A tại vị trí G mà nó lớn hơn A tại vị trí hay là G cộng thêm 1. Ok, thì chúng ta sẽ làm gì? Đổi số và đánh dấu. Cũng tương tự dg sẽ bằng vị trí a y và cái thằng a tại vị trí y g cộng 1 sẽ bằng a tại vị trí g. Dg bằng a g bằng a g cộng 1. Và cuối cùng là A với G cộng thêm 1 sẽ nhận giá trị của Tg. Và tất nhiên biến mark cũng phải đánh dấu bằng vị trí G. Để cuối cùng chúng ta sẽ update nó ở dưới này. Đó là cái giá trị right sẽ bằng giá trị M. Ok, xem nào nó có giống như trên này chưa. Right và left. Ok, kiểm tra xem có lỗi ở đâu không. Nó bảo không có lỗi. Thế thì chúng ta chạy thử xem nào. Hồi nào. Đây. Trời ạ. Ok, cái gì thế này? À, 10. Ok, chỗ này có một chút lỗi xảy ra. R bằng M bằng n trừ đi 1. Y left nhỏ hơn right thì có y bằng r, y nhỏ hơn l, à lớn hơn l y nếu a y hai y nhỏ hơn a y trừ 1 thì g bằng a y bằng a y âu nhỏ trừ 1 a y trừ đi 1 nhầm chết người. Chỗ này là cộng còn trên là trừ. Ok, nhầm kinh khủng quá. Đây chính là cái kết quả của chúng ta. Hồi nãy là có chút nhầm lẫn. Và trước khi sắp xếp thì kết quả mảng của chúng ta là đây. Nó rất là hỗn độn như thế này. Và sau khi sắp xếp thì đây. Đây chính là cái kết quả của chúng ta. Ok. Vâng, như vậy thì chương trình của mình đến đây là cũng kết thúc rồi. Hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập hiệu quả hơn. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.